Cái việc nội trợ các bạn, khi mà các bạn nấu nướng nhá, trước ngọn lửa này, trước cái sức nóng này, hay những đầu bếp ấy, thì cái việc bảo vệ da của mình trước sức nóng đi hồng ngoại. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Thu Trang Pinissimo và chào mừng các bạn lại quay lại với Pia Channel. Hôm nay sẽ quay lại với một video review kem chống nắng nhá. Lâu lâu rồi không có review kem chống nắng nào mà tách hẳn ra thành một cái video. Thì đây là cái kem chống nắng này mình sẽ review Matidum. Chắc là nhiều bạn cũng đã biết rồi, khi mà đã sử dụng qua rồi thì bác sĩ cũng phải sử dụng qua chứ, trước khi mà để cho các bạn sử dụng thì mình cũng sẽ có những cái đánh giá cá nhân riêng về cái kem chống nắng này, cũng như là phân tích thành phần rồi trải nghiệm sử dụng cho các bạn, để các bạn xem là có phù hợp với cái làn da của mình khi mà lựa chọn kem chống nắng này hay không nhá. Và lại quay lại là nếu bạn nào cần tư vấn trực tiếp thì contact với mình trực tiếp qua Facebook cá nhân, mình chỉ khám và điều trị cũng như là theo dõi trên Facebook cá nhân thôi. Đồng thời là nếu bạn nào muốn mua hàng, đặt mua hàng để ủng hộ bác sĩ thì có thể vào page bác sĩ Pia yêu da đúng cách nhá. Còn các bạn có thể tham gia vào group yêu da đúng cách để có thể đặt câu hỏi cũng như là xem nhiều các cái thông tin mà bác sĩ sẽ cập nhật dần cũng như là viết bài dần dần trong cái đợt này, vì là đã có assistant mới rồi đó. Rồi, bây giờ sẽ quay lại với video này nhá, về kem chống nắng Matidum. Ok, bắt đầu nha. Rồi, đây là kem chống nắng Matidum, tên đầy đủ của nó là Proteo Screen SPF 50 Flux Cream Prevent and Reduce the Visible Signs of Aging SPF 50. Và trên này nó có đầy đủ type UVA, UVB, UR, SAV, tức là cả ánh sáng nhìn thấy, blue light, tia hồng ngoại, UVA, UVB. Bây giờ mình sẽ thử phân tích xem là cái khả năng thực sự chống các tia này của em chống nắng này nó có được như quảng cáo hay không nhá. Ok, chắc là không có video nào kỹ như thế này đâu, vì mình tự nhận mình là một người rất là say mê về kem chống nắng và các thành phần, cũng như là khi mà mình sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào thì mình rất là kỹ. Ok, bây giờ bắt đầu nha. Thì trong cái đây là một cái nhãn hiệu của Tây Ban Nha và nó ra đời cũng khá là lâu rồi đấy, nhưng mà mới về Việt Nam trong khoảng năm gần đây thôi. Thì đây là một cái kem chống nắng mà thành phần của nó cũng tương đối lậu, tương đối thôi. Thứ nhất là có octinoxat này, octisalat, homosalat, uvinun T150, titanium để chống tia UVB. Thì cái khả năng chống UVB là rất tốt rồi, không phải bàn. Mình nghĩ là với đến 5 cái thành phần chống UVB như thế này thì cái SPF 50 là có thể là tin tưởng được. Tiếp theo là đến chống UVA thì nó có cái gì ạ? Có avobenzone và tinosop S. Thì chống tia UVB, UVA với hai thành phần avobenzone và tinosop S thì cũng đánh giá ở mức độ khá là ổn, đúng không các bạn? Thì mình có thể tin tưởng được cái khả năng chống tia UVA và UVB của cái sản phẩm này. Tuy nhiên là với UVA mà với hai thành phần là avobenzone và tinosop S thì nó sẽ được đánh giá ở mức trung bình khá. Chưa phải là mức siêu tốt như là các cái sản phẩm mà mình đã đánh giá về để chống tia UVA là gồm tinosop S, tinosop M, avobenzone, uvinun A+, thì sẽ có thể là sẽ chống tia UVA nó cao hơn một xíu. Nhưng mà với một cái sản phẩm như thế này thì mình nghĩ này đã là rất là tốt rồi. Tuy nhiên là có một cái nhược điểm là ngay cả khi mình hỏi nhãn hàng về thành phần phần trăm của các cái ingredient này thì mình cũng không có được thông tin về phần trăm của nó. Mình đã search nhưng mà mình không thể tìm được cái phần trăm. Đó là một điều mình không có thích. Nhưng mà ok, ít nhất là cũng đã biết là thành phần của nó gồm những cái thành phần gì rồi. Và mình cũng có thể tin tưởng được là cái khả năng chống tia UVA và UVB của cái sản phẩm này. Tiếp theo là tại sao mà cái kem chống nắng này nó đắt như vậy? Vì đơn giản là tất cả những cái kem chống nắng mà nó mặc thì thường sẽ kèm theo những cái thành phần chống oxy hóa rất là tốt. Chúng ta vẫn phải công bằng mà nói với nhau là tiền nào của nấy đấy. Rất là khó để tìm một kem chống nắng mà nó quá hoàn hảo mà mới mức giá dễ chịu thì chắc là sẽ không có rồi. Thì với một kem chống nắng như thế này, với giá hơn 1 triệu như thế này, thì cái thành phần dưỡng da của nó, thành phần chống oxy hóa của nó rất là tốt. Thứ nhất là có HA rồi, thứ hai là có vitamin C. Thì vitamin C trong cái sản phẩm này là nó sẽ có hai dạng vitamin C. Thứ nhất là LAA, là L-ascorbic acid. Nhưng mà mình nghĩ là L-ascorbic acid trong sản phẩm này nó sẽ ở cái nồng độ thấp thôi. Thì các bạn dùng buổi sáng ok, nó sẽ không làm đen mặt như là các cái sản phẩm vitamin C mà serum với cái nồng độ cao đâu. Tiếp theo đó là ascorbic palmitate. Thì đây là một cái dạng khá là ổn định của vitamin C rồi, thì dùng nó sẽ chống oxy hóa rất là tốt. Đó, tiếp theo đó là phytic acid. Phytic acid cũng là một cái chất chống oxy hóa cực kỳ là mạnh. Và điểm đặc biệt nhất của cái sản phẩm này đó chính là chiết xuất từ cà rốt. Thì trong đó có beta carotene. Beta carotene các bạn nghĩ là các bạn sẽ đã nghe đấy này rất là nhiều rồi đúng không? Thì trong cái sản phẩm này sử dụng beta carotene từ chiết xuất cà rốt chính là cái nguồn pro vitamin A giúp bảo vệ da trước cái blue light. Thì mình cũng đã tìm một số các cái nghiên cứu khoa học
để dẫn chứng về cái khả năng chống tia blue light. Thực tế mà nói thì nhiều nhất về các nghiên cứu mà để có thể là confirm chắc chắn là chống tia blue light thì chỉ có trên sắt oxit mà thôi. Tuy nhiên là gần đây thì họ cũng đã tìm ra một số các cái bằng chứng khoa học để chứng minh cho những cái gọi là natural extracts, tức là những cái chiết xuất thiên nhiên mà bảo vệ da của chúng ta trước cái tia blue light. Thì trong đó đây mình sẽ để một cái biểu đồ ở đây cho các bạn xem. Các bạn sẽ nhìn thấy này là có beta carotene này, có lycopene này, lycopene, có catasantin. Đó là ba cái chất từ tự nhiên mà có thể giúp da bảo vệ da trước blue light. Thì cái beta carotene là từ cà rốt rồi, cái lycopene thì các bạn sẽ tìm thấy trong ví dụ như là chiết xuất từ cà chua, ớt đỏ vân vân. Rồi cái catasantin thì có thể là chiết xuất từ mình thấy có thể trong nấm này, trong lòng đỏ trứng gà, trong cá đó. Thì đây là ba cái chất trong tự nhiên mà đã được tìm ra là bảo vệ da trước cái tia blue light. Thì ok, mình có thể hoàn toàn tin tưởng rằng cái chiết xuất beta carotene từ cà rốt được sử dụng trong cái kem chống nắng này giúp da của chúng ta bảo vệ trước tia blue light và tia hồng ngoại đó các bạn. Ngoài ra thì nó có khả năng chống lão hóa rất là tốt. Tất cả những cái thành phần chống lão hóa ấy, thì đều sẽ giúp da chúng ta bảo vệ trước cái tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại thì thực ra là không quá khó đâu. Ngay cái việc mà chúng ta sử dụng các cái serum chống lão hóa thôi thì cũng đã giúp chúng ta bảo vệ da trước cái tia hồng ngoại rồi. Mà tia hồng ngoại các bạn biết là nó có đâu, đương nhiên là có ánh sáng mặt trời rồi. Nhưng mà thêm một cái nữa nha, tia hồng ngoại nó sẽ có ngay ở bếp lửa đó. Thế nên là những bà nội trợ nhá, tại sao mà mình nói là ngay ở trong nhà các bạn cũng phải dùng kem chống nắng, bởi vì sao? Bởi vì cái việc nội trợ các bạn khi mà các bạn nấu nướng nhá, trước ngọn lửa này, trước cái sức nóng này, hay những đầu bếp ấy, thì cái việc bảo vệ da của mình trước sức nóng tia hồng ngoại nha, cần phải làm việc đó nha. Đây cũng là một cái lý do mà tại sao ngay cả việc ở trong nhà, các bạn nghĩ là trong nhà đóng hết cửa rồi, em chỉ có nấu nướng đồ ăn thôi, nhưng vẫn phải dùng kem chống nắng là như vậy. Hay chưa? Chắc là mình sẽ làm thêm một cái video về tia hồng ngoại sau ha. Nhưng mà dặn dò trước các chị em phụ nữ mà khi mà chỉ có ở nhà thôi, nấu nướng thôi thì vẫn phải dùng kem chống nắng để bảo vệ da trước các cái tia hồng ngoại phát ra từ cái năng lượng nhiệt khi mà mình nấu nướng nhá, hay là từ bếp nhá. Rồi trong này thì có perfume nha các bạn, có mùi hương, cả cái mùi hương nó tương đối là nồng đấy. Tương đối là nồng, mình không thích mùi hương này lắm, nó tương đối là nồng. Rồi ngoài ra thì có một cái điểm yếu trong này, đó chính là nó có soybean oil và carbomer, tức là hai thành phần mà có thể gây mụn nha. Nên với da của các bạn mà có đang bị mụn thì không có nên dùng này. Da mà nhờn quá, dễ bị mụn ẩn nhiều thì cũng không nên dùng đâu. Mặc dù là nó có ghi là non comedogenic ấy, nhưng mà trong thành phần của nó vẫn có cái soybean oil và carbomer, thì mình cũng sẽ không prefer lắm cho những cái làn da mà đang có mụn nha. Rồi bây giờ đi vào cái trải nghiệm sử dụng đi. Cái texture của nó, thực ra trải nghiệm sử dụng rất tốt, không có gì để chê về cái trải nghiệm sử dụng này cả. Cái texture của nó là dạng cream. Thôi bôi lên đây cho đỡ phí nhé các bạn. Đắt tiền mà, nó mắc tiền lắm. Thì nó là dạng cream to powder, tức là dịch ra là gì, cream chuyển từ cream sang dạng bột à. Nó sẽ là dạng cream rất là dễ tán luôn ấy, nó mịn như nhung với các bạn ạ. Bởi vì trong này nó có carbomer, có silicone á, thì nó sẽ tạo một cái texture, một cái lớp finish mịn như nhung luôn. Ban đầu á, khi mà các bạn dùng một cái lượng rất là lớn, thường thì cái lần đầu dùng bao giờ cũng dùng cái lượng khá là lớn, thì các bạn sẽ thấy nó hơi bóng nhẹ một xíu, các bạn thấy không? Nó hơi bóng một xíu. Nhưng mà khoảng 5 phút sau thôi là nó sẽ mướt và nó rất là mịn luôn ấy, mịn như bông em bé ạ, đó. Rất là mịn luôn và không có bị ghét, không có bị cakey, không có bị gì cả. Nhưng kem chống nắng này cũng không phải là loại chống nước đâu các bạn nhé. Không phải là chống nước. Mình không thấy có mention là waterproof gì hay water resistant gì trên kem chống nắng này cả. Hôm nay là mình chỉ có dùng mỗi toner xong bằng kem chống nắng luôn, không cả serum, không cả kem dưỡng gì hết ấy, chỉ dùng kem chống nắng này thôi. Thì thực ra ấy, nếu mà da của bạn không quá khô á, thì các bạn dùng mỗi toner xong đến kem chống nắng luôn cũng được, cái kem chống nắng này luôn, chẳng phải dùng thêm cái gì nữa. Nếu như mà các bạn thì các bạn chuyển sang dùng serum vào buổi tối cho nó đỡ tốn tiền. Da các bạn không có vấn đề gì quá nhiều, không phải bôi thuốc này kia, thì các bạn có thể dùng luôn kem chống nắng này. Về cái trải nghiệm sử dụng thì mình thấy là quá ok rồi, không có chê gì cái sản phẩm này hết. Nó cũng kiềm dầu rất là tốt nha. Mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp với hầu hết các loại da đấy, từ da khô vẫn dùng được nhá. Nó sẽ không có bị khô, bong da hay gì đâu, vì trong này cái thành phần dưỡng ẩm rất là tốt. Rồi da thường, da hỗn hợp, da dầu vẫn có thể dùng được, trừ khi là da các bạn dầu quá đi. Còn nếu mà da dầu hơi chút chút thôi thì dùng cái này cũng rất là thích. Các bạn sẽ không thấy nó khô hoàn toàn, nó khô cong, không có như vậy. Nhưng mà nó rất là mịn đấy, nó mướt, nó rất là mịn. Phải nói là em này rất là mịn, vì trong này có silicone, rất là mịn.
Thì silicone thì thực ra là không phải đến mức độ mà gây mụn quá nhiều như các bạn tưởng. Silicone thì cũng được dùng với nhiều các cái mục đích khác nhau. Ngoài cái việc tạo cái texture rất là đẹp da thì nó cũng giúp phục hồi và bảo vệ làn da rất là tốt đấy. Nếu như với những da bạn nào mà không có bị mụn nhá, thì silicone các bạn không có việc gì mà phải lo ngại hay là phải tránh nó cả. Vậy thì chốt lại là em kem chống nắng này có đáng để đầu tư hay không? Thì mình nghĩ là đáng. Đáng. Nếu công bằng thì nó là đáng, mặc dù nó hơi mắc thiệt. Hơn 1 triệu, một chính xác cái giá của nhãn hàng là 1.300.000 bao nhiêu đó. Thì tương đối là mắc vì chưa đến 1 tháng là các bạn đã dùng hết một cái tuýp kem chống nắng này rồi. Nó trông nó rất là nhỏ bé nhỉ. Có bao nhiêu ml ta? Có 40 ml thôi thì các bạn dùng được khoảng độ 25 ngày là hết rồi. Là hết cái tuýp kem chống nắng này rồi thì khá là mắc đấy. Nhưng mà các bạn thì nghĩ là nếu như các bạn dùng kem chống nắng này mà da các bạn không có vấn đề gì nhiều thì các bạn có thể dùng nó coi như là dạng kem dưỡng luôn, không cần phải kem dưỡng vào buổi sáng nữa này. Có thể thay luôn cả bước serum nữa, thì trong này nó cũng rất là nhiều các chất chống oxy hóa rất là tốt rồi, như vitamin C rồi folic acid rồi HA vân vân. Thì cũng quá là ổn cho các bạn sử dụng rồi. Nó sẽ phù hợp với hầu hết các loại da, những bà nội trợ chống bảo vệ da trước cái tia hồng ngoại này, rồi những người mà có điều kiện một chút và da lão hóa thì mình rất là recommend sử dụng cái sản phẩm này. Có thể sử dụng ở trong nhà nhá, sử dụng khi đi làm. Khi đi làm thì các bạn có thể ưu tiên hơn cái loại mà có màu, vì nó trông nó sẽ đẹp hơn, đều màu hơn một xíu, nhưng mà nó sẽ không bị sáng đâu, nó không bị trắng đâu. Đó, nói chung là sử dụng cái loại này cũng phải có điều kiện kinh tế một chút thì mới dùng được. Nói chung là mình rất là thích em này, không có gì phải chê về em này cả ngoài cái mùi, mình không thích mùi nó quá đậm. Thế thôi. Và giá nó mắc. Thế thôi. Không có gì để chê hết. Ok, kết thúc cái video ở đây nha. Nếu mà bạn nào mà đã trải nghiệm qua và sử dụng qua cái kem chống nắng này thì có thể comment ở phía dưới cho bác sĩ xem ha. Còn nếu bạn nào muốn tư vấn trực tiếp thì nhớ là bác sĩ chỉ tư vấn và khám qua Messenger của Facebook cá nhân thôi nhá. Còn các cái nền tảng khác thì mình cũng ít trả lời lắm, vì mình không có thời gian nhiều ấy. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Các bạn nhớ là like, share và subscribe video của mình nhá, để cho mình có nhiều cái động lực làm tiếp các cái video tiếp theo. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn nha.